Với số vốn 100 triệu thì phân bổ để đầu tư crypto như thế nào? Mình nghĩ rằng có khá nhiều bạn có số vốn ở trong trường hợp này và đang thắc mắc là phân bổ như thế nào là hợp lý, thì đây chính là video dành cho các bạn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Machine ATM. Mình là Huy. Trước khi mà đi vào nội dung chính của video này thì mình muốn các bạn xác định được những điều như sau. Nếu như các bạn chỉ có 100 triệu đó mà thôi thì chúng ta không nên bỏ tất cả số tiền đó vào thị trường crypto ha. Chúng ta chỉ nên đầu tư là khoảng từ 5% hoặc là 10%, tức là 5 triệu cho đến 10 triệu vào thị trường mà thôi. Và nếu như chúng ta có lỗ thì chúng ta sẽ bị lỗ ít, và coi như số tiền đó là số tiền mà chúng ta dùng để mua kiến thức, kinh nghiệm và những cái bài học. Bởi vì là khi mà các bạn mới tham gia vào thị trường thì các bạn là người mới, chúng ta chưa có kiến thức, chưa có trải nghiệm và kinh nghiệm, cho nên là khi mà chúng ta đầu tư hết tất cả số tiền chúng ta đang có thì sẽ rất là rủi ro. Ở một trường hợp khác là nếu như số tiền 100 triệu đó của các bạn là tiền nhàn rỗi, mà nếu như mất nó đi thì các bạn không làm sao cả, thì chúng ta có thể mang đi đầu tư được. Khi mà chúng ta mang tiền đi đầu tư thì chúng ta sẽ đối diện với rủi ro, và ở trên tất cả các thị trường tài chính thì chúng ta đều biết rằng là thị trường nào nó cũng sẽ có rủi ro, và khác nhau ở một chỗ đó là thị trường nó có tính rủi ro cao hay là thị trường nó có tính rủi ro thấp mà thôi. Cho nên là chúng ta chỉ nên đầu tư với số tiền mà chúng ta chấp nhận mất nó đi thì chúng ta không làm sao cả. Khi mà mình nhắc đến mức độ chấp nhận rủi ro thì mình cũng có một biểu đồ về đường cong rủi ro muốn chia sẻ với các bạn. Thì đây là cái đường cong thể hiện là cái mức chấp nhận rủi ro của mỗi người chúng ta thì sẽ khác nhau, đúng không các bạn? Nếu như chúng ta đầu tư 100 triệu thì người đầu tư 100 triệu đó vào thị trường, họ sẽ có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn so với người mà họ đầu tư 10 tỷ vào thị trường crypto, đúng không các bạn? Cho nên là chúng ta thấy được là cái mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người chúng ta là khác nhau. Ví dụ như là người đầu tư 10 tỷ vào thị trường thì chúng ta sẽ thấy được ở trên cái video này là cái rủi ro của họ ở mức thấp, cho nên là cái lợi nhuận mang lại cho cái danh mục đầu tư của họ thì nó cũng sẽ không có cao, nhưng mà cái giá trị của nó cũng sẽ tương đối lớn. Ví dụ như là khi mà thị trường tăng giá thì cái danh mục 10 tỷ này nó tăng lên gấp đôi, thì cái ROI là cái tỷ suất lợi nhuận nó chỉ có là nhân 2 thôi, nhưng mà cái giá trị của nó mang lại là 10 tỷ thôi các bạn. Còn người mà họ đầu tư chỉ có 100 triệu thì họ chấp nhận rủi ro rất là cao. Có thể là họ muốn 100 triệu mà nhân 10 là thành 1 tỷ, đúng không? Thì cái rủi ro của họ chấp nhận nó sẽ cao hơn. Thì khi mà cái rủi ro này nó cao hơn thì nó cũng sẽ mang lại cái mức lợi nhuận cao hơn thôi các bạn. Và nó chỉ là cái mức lợi nhuận dựa trên cái ROI thôi, tức là cái tỷ suất lợi nhuận thôi. Cho nên là chúng ta thấy được là nếu như chúng ta chấp nhận một cái mức rủi ro cao thì cái tiềm năng lợi nhuận nó cũng sẽ cao tương tự. Còn khi mà chúng ta chấp nhận một cái mức rủi ro thấp thì cái lợi nhuận mang lại nó cũng thấp tương tự như vậy. Thông qua cái video về đường cong rủi ro ở đây thì mình muốn các bạn xác định được là chúng ta muốn kiếm được bao nhiêu tiền, và từ đó chúng ta sẽ xác định được là cái mức độ chấp nhận rủi ro của chúng ta là cao hay là thấp. Ví dụ như trong chu kỳ này thì các bạn muốn kiếm nhân 10 lần cái danh mục đầu tư của các bạn thì cái mức lợi nhuận cũng khá là cao, đúng không các bạn? Nhân 10 lần thì cái mức rủi ro của chúng ta nó cũng sẽ rất là cao, nó nằm ở đâu đó là khoảng cái vùng giữa này ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái mức lợi nhuận cao này, tương đương với nó là cái mức rủi ro cũng cao tương ứng. Thì đó là cái mục tiêu của các bạn. Khi mà thị trường đã tăng mạnh rồi và cái danh mục đầu tư của các bạn đã tăng nhân 10 lần rồi thì mình khuyên các bạn là nên bán 80% danh mục đầu tư ra và chỉ còn giữ là khoảng 20% thôi theo cái quy tắc Pareto. Thì lúc đó chúng ta mới có một cái tâm lý rất là thoải mái khi mà chúng ta đã chốt lời được ở trong giai đoạn uptrend và đúng cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra. Quay lại với nội dung chính của video này thì khi mà các bạn có số vốn là 100 triệu và muốn phân bổ ra để đầu tư vào thị trường crypto thì mình nhận thấy rằng là sẽ có 3 nhóm người tương ứng với 3 mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau. Nhóm đầu tiên là nhóm thích an toàn, hay các bạn thích nhóm thích an toàn thì mình sẽ phân bổ là 70% cho Bitcoin và Ethereum. Thì hai đồng coin này là đồng coin dẫn đầu của thị trường, cho nên là cái mức độ rủi ro của nó sẽ thấp và tương ứng với nó thì cái lợi nhuận của nó mang lại cũng sẽ không có quá cao thôi các bạn. 70% tức là 70 triệu cho Bitcoin và Ethereum, và 20% tiếp theo là 20 triệu dành cho những đồng coin có vốn hóa lớn, tức là những đồng coin top cap thôi các bạn, ví dụ như Solana, Avalanche hay là Chainlink. Và 10% cuối cùng, tức là 10 triệu thì mình sẽ phân bổ cho stablecoin USDT. Và 10% này dùng để làm gì thì mình sẽ nói tiếp ở trong phần sau nha. Và nhóm người thứ hai đó là nhóm kiểu người có mức chấp nhận rủi ro là 50-50, tức là 50% an toàn và 50% rủi ro. Thì ở đây thì mình sẽ phân bổ là 50% cho Ethereum, tức là 50 triệu cho Ethereum, và 40% là 40 triệu cho những cái đồng coin mid cap và low cap, ví dụ như là những cái nhóm đồng coin mà nằm top từ 50 cho đến 100 thôi các bạn. Thì những cái nhóm đồng coin này nó sẽ có cái vốn hóa thị trường nó tương đối là ở mức tầm trung cho đến tầm thấp thôi, cho nên là cái biên độ lợi nhuận của nó mang lại nó sẽ rất là cao. Và khi mà chúng ta có một cái mức biên độ lợi nhuận cao thì cái rủi ro mà chúng ta đối mặt nó cũng sẽ cao tương ứng thôi các bạn. Cho nên mình phân bổ 40% này nó cũng sẽ nghiêng về phần đầu tư rủi ro nhiều hơn, đầu tư mạo hiểm ha.
và 10% cuối cùng vẫn nằm ở cái dạng đó là dạng stablecoin USDT ha. Và nhóm cuối cùng là nhóm những người mà họ thích rủi ro, và đặc biệt là nhóm thích rủi ro này họ sẽ có số vốn thấp nhưng mà họ muốn cái mức lợi nhuận rất là cao, và các bạn có thể là nhân 10, nhân 20 lần hoặc là nhân 30 lần cái danh mục đầu tư của họ khi mà thị trường uptrend nó đến rất là mạnh đối với thị trường crypto. Ở đây thì mình sẽ phân bổ là 40% tương ứng là 40 triệu cho những đồng coin mid cap, những cái đồng coin thuộc nhóm top 50 cho đến top 100 các bạn. 30% ở đây tương ứng cho 30 triệu thì mình sẽ phân bổ cho những đồng coin low cap, tức là những đồng coin mà có vốn hóa thị trường rất là thấp, từ khoảng vài chục triệu cho đến vài trăm triệu đô mà thôi. Và đây được coi là những đồng coin coin game và nó có cái biên độ lợi nhuận rất là lớn khi mà vào sóng tăng. Tiếp theo là chỉ có 20% là dành cho Ethereum mà thôi, bởi vì đây là cái danh mục đầu tư mà dành cho những người mà thích rủi ro, cho nên là chỉ có 20% dành cho Ethereum và 10% là vẫn tiếp tục nằm ở dạng stablecoin USDT. Theo các bạn thì trong ba kiểu người thuộc ba cái mức độ chấp nhận rủi ro này thì mình thuộc ở nhóm nào? Với quan điểm của cá nhân mình thì mình đang nghiêng về ở nhóm thứ hai, tức là nhóm 50-50 các bạn, tức là những người mà vừa thích rủi ro mà vừa thích an toàn. Cho nên là hiện tại thì mình vẫn đang áp dụng cái danh mục đầu tư này trong quá trình mà mình đầu tư ở trong thị trường crypto, đó là 50% thì mình sẽ đầu tư vào Ethereum là chính, và 40% thì mình sẽ đầu tư vào những cái đồng coin mid cap và low cap, còn 10% thì mình sẽ nắm giữ ở stablecoin USDT. Việc mà mình luôn phân bổ 10% dành cho stablecoin USDT á, là mình luôn muốn mình ở thế chủ động, là khi mà thị trường nó giảm mạnh đi thì mình sẽ dùng 10% stablecoin USDT này để mình mua thêm vào để gia tăng cái số lượng những cái đồng coin mà mình đang nắm giữ, hoặc là nếu như mà thị trường nó tăng á, thì mình vẫn sẽ tham gia vào những cái dự án airdrop, mình làm airdrop thì lúc đó mình vẫn có một cái khoản lợi nhuận, cũng như là cái stablecoin này mình có thể mang đi để trade lướt sóng ở trong thị trường future phái sinh hơn các bạn. Trong cái danh mục đầu tư của mình hiện tại thì có đến tặng là 50% là mình phân bổ cho Ethereum. Đây là một cái đồng coin mà mình coi nó là một cái nhóm coin chủ lực, và nếu như mà thị trường nó diễn ra không có quá thuận lợi, tức là nó điều chỉnh hoặc là giảm, thì cái danh mục đầu tư của mình nó sẽ không giảm quá sâu hơn các bạn, bởi vì Ethereum là một cái đồng coin mà nó đứng top 2 trên thị trường thì cái vốn hóa nó rất là lớn rồi, cho nên khi mà nó giảm nó cũng sẽ không giảm quá sâu giống như những cái đồng coin low cap ha. Và về phân tích cơ bản cũng như là phân tích kỹ thuật á, thì cái tiềm năng dài hạn để hold, để nắm giữ Ethereum và tiềm năng tăng giá của nó cũng sẽ rất là cao, mà mình có làm một cái video để chia sẻ với các bạn rồi, các bạn có thể xem lại ở trong cái video ở nút chữ Y góc bên phải ha. Còn ở phần 40% mà mình phân bổ cho những cái nhóm coin mid cap và low cap á, thì mình muốn tối ưu cái phần lợi nhuận khi mà thị trường uptrend nó diễn ra, thì những cái đồng coin mid cap và low cap này thì nó sẽ tăng nhân 5, nhân 7 hoặc là nhân 10 lần trong cái giai đoạn uptrend, và đó là một cái biên độ lợi nhuận mà mình muốn tối ưu trong cái danh mục đầu tư của mình. Qua video này chắc hẳn là các bạn cũng đã biết cách để xác định cái mức chấp nhận rủi ro của các bạn nó nằm ở đâu, và từ đó chúng ta có thể tham khảo một trong ba các cách mà phân bổ danh mục đầu tư mà mình đã có gợi ý trong video này để các bạn có thể phân bổ theo ha. Và sau đó thì chúng ta sẽ chờ một cái con sóng tăng mạnh của Oncoin cũng như là cả thị trường trong năm 2024-2025. Thời điểm tốt nhất để mua những cái đồng crypto là ở năm 2023, và thời điểm đó nó đã qua rồi, cho nên là trong giai đoạn hiện tại các bạn nên hạ thấp cái kỳ vọng xuống ha. Từ đó chúng ta sẽ có được một cái mức mục tiêu chốt lời nó được hợp lý hơn. Mình không phải là chuyên gia nên video này các bạn chỉ nên tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Nếu các bạn muốn mình làm thêm về những cái chủ đề nào thì nhớ để lại một bình luận ở dưới video này nha.